bự vậy? Miếng này là bự hả? Ừ, bự chứ. Tôi tính mua cho con miếng bự bự vậy nè, bự chẳng vậy nè. Là không à, chứa vô hộp đâu. Cái bụng của chú nó còn cào quá trời luôn, sớm giờ chú chưa được ăn cơm luôn á, hy sinh mua cho bé Thịnh luôn á. À, đều sao vậy? Xíu này xíu chú lấy, xíu chú lấy đi mua cơm ăn. Thôi chịu không? Chú chị. Chú muốn ăn gì? Chú muốn ăn gì hả? Chú hả? Chú thường thường chú ăn con biết cua không? Con biết cua hoàng đế không? Cua hoàng đế là hai tàu đỏ á. Con biết tôm hùm Alaska không? Cái đó cũng là, cái đó là một tàu đỏ, đúng không? Tàu đỏ hả? Rồi chú ăn hai thứ đó được không? Hai thứ đó là làm năm năm tàu đỏ, năm tàu đỏ. Vậy là hai con có mắt lắm á con. Đúng rồi, mình bởi vậy chú ăn bánh canh đỡ giùm đi con đi. Rồi bây giờ chú lấy của con rồi lỡ cô chú trên trên kênh la rầy chú thì sao? Nói chưa, con đi bán cực khổ nè, ngoài nắng ngoài mưa mà bây giờ chú lấy tiền của con nữa. Sao con? Thôi chú lấy đi. Vậy là vẫn muốn cho chú lấy phải không? Nếu không lấy thì con giận mấy người đó. Trời ơi, ủa sao vậy con? Sao chú không lấy, không giận chú mà đi giận cô chú trên kênh? Thì chứ mấy người đó nói chú. À, nói chú hả? Ôi ơi, chú anh chị quá thông minh, quá. Còn khi ai? Ai làm chú buồn cũng phải lên tiếng để người đó, để người đó để người ta hiểu phải không? Đó, giỏi quá chú anh chị. Chú lấy. Rồi bé Thịnh đi đó làm gì hả? Thịnh qua đây nè con, mẹ Thịnh qua đây nè con. Để chú về phòng á, chú mở cửa để cho con lấy chiếc xe đạp. Chú cháu mình đi kiếm chỗ nào mát nói chuyện đi. Bên đây cũng sau nhà ta nha, mình không có nói chuyện được đi. Nè đó, chỗ này mát nè, không ai là chú cháu nè, ngồi đi chơi ha. Hồi nãy con nói con ăn được mấy gói mì? Có một gói hả? Vừa no chưa? No. Chú ăn nhiều quá là bởi bụng á. Chết tới giống như ông trời quyết định gì đó. Giỏi quá chú anh chị ơi. Bây giờ con đói bụng lý chưa? Nè, chú bảo đảm trong cái hộp cơm này con sẽ rất là thích nè. Thành, chú bảo đảm với con luôn, chú chắc chắn là con sẽ thích. Rồi vậy chú cháu anh qua đây con mở ra con nếu thích không? Nếu mà không thích đó là chú phải ăn á. Chứ coi là con giận chú á. Đây, bây giờ chú dám cam đoan với con là con sẽ rất là thích. Tại vì chú biết bé Thịnh thích gì mà, phải không? Đây bây giờ có bàn nè, bây giờ con tự mở đi, chú cho con tự mở đó. Chú lại con ngồi bên đây cũng được. Té không? Sao té là chỗ này rộng muốn chết luôn. Đó vậy cho chú tháo nó ra nha. À, mát chưa, tháo ra mát liền chứ. Thịnh coi cái Thịnh thích không nha, để coi chú Huy có dự đoán đúng không nha. Nè. Mà chú chỉ đoán đúng một điều thôi đó chính là thích thịt. Thích thịt đâu rồi để chú. Chú chỉ đoán đúng một điều thôi. Rồi, thịt ở dưới phải không? Yeah. Nhưng mà chú nghe nói con thích trứng đó mà. Trứng. Nhưng bây giờ thì hết thích rồi. Ủa, hết thích hả? Chứ cái trứng kia làm con đau bụng lắm. Ờ, không, hồi nãy trứng này á bình thường là mấy chú người lớn ăn á, người ta chiên sẽ vừa tới thôi, ta không có cho chín nha. Đây chú anh chị. Nhưng mà hồi nãy chú biết là con ăn á, chú cho người ta chiên chín luôn để ăn. Bé Thịnh nha. Nhưng mà giờ con đói chưa? Nhưng mà đã là bây giờ con không muốn ăn trứng nữa. Bây giờ vậy. Chứ hồi bữa nè ăn trứng chiên vậy nè vẫn đau bụng. Bởi vì đâu thích ăn trứng nữa đâu.
ra là vậy. Bởi vậy chú lấy trứng không hai quả trứng. Rồi hồi nãy đó chú đi mua hơi trễ, giờ này tao bán hết thịt rồi còn chút xíu thịt à. Chú nói thôi thôi chiên thêm một trứng cho bé lửa đi, tại chú nghe nói là con thích trứng á, con chú mới cho chiên thêm một trứng đó. Giờ nó hết hết hả? Ơi, vậy cái này là cái gì thịt? Linh ngồi ra nói chuyện, cô chú Linh ngồi đàng hoàng. Cái gì? Cái này là gì? Hai cục này là gì ạ? À? Hai cục thịt luôn. Thịt, nhưng mà thịt gì? Cho con đón đó, chú cho con đón đó. Thịt bằm. Thịt bằm là nó nhuyễn, này đâu có nhuyễn đâu con, này là nguyên cục mà. Cho nên là cái này hơi nhuyễn một chút khi mình làm này nè. Để nó nhuyễn. Bây giờ bé Thịnh thưởng thức đi, bé Thịnh cầm cục thịt, bé Thịnh ăn thử coi, đó là thịt gì? Không, con không. Con ăn cho cô chú, ông bà cô chú đi. Con không có ăn vui thịt con này, không ăn cái này, con chỉ ăn thịt này thôi. Vậy con thử đi, con thử cắn một miếng thịt này ngon không? Người con đón người đó là cái gì? Ui. Sao chú lấy miếng bự vậy? Miếng này là bự hả? Ừ, bự chứ. Chú tính mua cho con miếng bự vậy nè, bự chẳng vậy nè. Là không chứa vô hộp đâu. Biết rồi nhưng mà hết luôn. Giờ này hết rồi. Chú mua 3-4 tiệm á. Bởi vậy chú đâu có mua chỗ ăn hải sản đâu. Chỗ ăn hải sản có miếng thịt này nè, bự chẳng vậy nè. Rồi. Vậy là lỗi của chú rồi, chú không biết mua chỗ hải sản không? Nhưng mà giờ này người ta mở cửa chưa? Như là chưa đâu. Bởi vậy là chú đâu có chịu lại đúng giờ đâu. Vậy con ăn miếng cho ông bà cô chú vui coi. Ngon không? Trời ơi ngon chú anh chị. Hồi sớm con ăn được gói mì hả? Thôi bây giờ chú không nói nữa, chú cho con ăn ha. Ăn xong mình hãy nói nha. Nha. Chua lè luôn hả? À. Đó là đậu á. Đậu chua lè mà. Đậu ăn tốt á con, ăn đi. Con ăn đi, cái nào con ăn được con ăn đi. Thôi con ăn thịt đó hết đi. Trời ơi, nhìn cái thịt ăn mà chú chảy nước miếng luôn. Sớm giờ chú đói quá trời, chú chưa có gì ăn trong bụng luôn. Thiệt đó. Hay là chú lấy một tờ tiền màu đỏ con mua bánh canh bên đây ăn đi. Rồi bây giờ chú lấy tiền của con rồi, con có tiền đâu mà con để heo. Đây là hai tờ bột. Chú ăn cái gì? Không mà chú hỏi nè, bây giờ con cho chú không? Rồi con có tiền đâu mà bỏ heo nữa. Thì cho chú một tờ đỏ cũng đủ mua quà. Trời ơi, chú anh chị thương chú anh chị ơi. Hồi sớm chú đói bụng lắm á, nhưng mà chú vừa vô quán cơm chú nhắc cái thùng máy tính trong đầu chú á, nhớ tới bé Thịnh liền luôn á. Thì chú nói thiệt chú thề luôn á, chú nhớ chú đâu máy tính nào con, người lớn luôn máy tính nó cũng chứa trong này nè con, nhớ lớn mà phải nhớ. Nhưng mà e rằng là chú không có bằng máy tính của con. Bằng con không? Đúng máy rồi. Máy tính của con là máy tính Apple. Trời, máy tính Apple. Thì đúng mà. Trời ơi. Nít là máy tính Apple. Người lớn là máy tính mà không nói chuyện nhân viên được đâu. Ôi, giỏi quá chú anh chị ơi. Ăn đi con, mình ăn xong rồi mình nói chuyện nè. Chú, sao chú xin cái muỗng không? Muỗng hay có con, để chú lấy cho. Ở phía dưới á. Đây nè. Biết lấy gì để rửa tay luôn đây. Rửa tay à. Đây, có muỗng luôn nè. Đó. Chú lấy này dịch cái này với trứng hoài gì nè. Để qua một bên cho con hết phải không? Chứ con không thích ăn. Sao vậy nữa, sao con không chịu không thích ăn thịt với trứng? Không thích ăn trứng với gà. Cái này là đùi gà con biết gà không nè? Con gà kéo bên mình nè. Thôi. Bây giờ con nghe chú con thì cắn một miếng đi. Không ngon mình không ăn. Vậy là không ăn phải không? Con nhỏ thử ăn cái món này rồi nó không ngon. Chỗ này chú mua ngon rồi sao? Đâu phải chỗ nào cũng làm cũng ngon thôi. Nhưng mà con nhỏ con thử ăn chỗ mà chú mua là cho nên nó không ngon bằng thịt ở trên hải sản ươi luôn. Rồi
rồi, vậy là để một ngày nào đó thì chú dẫn con đi ăn nữa nha. Dạ. Rồi con cần chan nước mắm không? Có nước mắm nè. Mà nước mắm không cay. Đúng rồi, hồi nãy chú lấy nước mắm không cay đó. Rồi. Nè bây giờ chú tay con vô không? Chú cho con vô luôn. Bây giờ chú cho con làm cameraman. Chú cho con cầm điện thoại quay chú. Hả? Được không? Thôi. Quay đại đi. Giờ chú lao không sao hết. Cho con cầm quay chú thì chú để nước mắm vô cho con. Thấy à? Thử con thử trổ tài cho con mặt của chú coi được. Được. Nghe. Rồi, nhưng mà quan. Đại rửa tay cái. Khỏi đi. Khỏi rửa con khỏi rửa đâu. Kệ dơ chú lao cũng được, không sao. Cầm cầm có nước nè. Cầm một tay đi. Đó, rồi để chú quay camera lại cho con nha. Che con mắt lại nha. Thấy chú chưa? Dạ kính thưa cô chú anh chị, hiện tại đang là camera tí hon, camera thịnh lửa sẽ ghi hình cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Đây là nước mắm hồi nãy chú mua con cho con nãy á. Nước mắm này không có cay đâu con, người ta không có để ướt nha. Mà chú chụp hình hả? Chú quay đó, con cầm đi. Ông bà cô chú bây giờ con sẽ phát huy cái tài năng của con ha. Con cầm máy quay cho chú luôn. Chú giỏi quá. Bích Thịnh biết quay vô cơm nè. Chú Trang ít thôi ha. Dạ, được rồi. Bây giờ chú cột lại nè. Trời ơi, vậy là mai mốt đi theo chú, cầm máy quay cho chú nha. Được rồi. Không muốn. Rồi, để chú quay cho. Chứ còn không muốn. Thôi. Cameraman thịnh lửa. Ây dồi. Rồi, có, muỗng nó con, múc đi. Không biết ăn cái này luôn. Vậy là múc ra luôn phải không? Cái này là gì? Này là gì ạ? Cái gì? Cái gì nó à? Vui. Con nhớ thì con chừng nào con không nhớ chú nhắc con cho. Trái mà người ta cũng hay ăn lắm. Trái mà người ta cũng hay ăn, đúng, tốt, đúng rồi. Còn gì nữa? Còn nó tên gì? Trái tên gì nè? Trái bồ. Trái dưa gì? Dưa. Trái dưa leo. Tôi biết nhưng mà đã cho chú nổi á. Dơ giỏi nữa, hay quá. Cái đó là đồ ảo thật có để. Rồi con đi đâu? Con ngồi ăn đi đâu vậy? Con rửa tay cái. Có chỗ rửa tay không? Có. Con đi cho chú ở đây chờ con qua ăn nha. Thôi, chú đi theo luôn. Thôi chú không đi đâu. Đi vào bệnh nó không đâu. Không có. Con khéo léo lắm. Trời ơi, con khéo léo lắm. Giống như là rắn gì đó. Rồi bây giờ bé lửa ăn canh không? Hay. Ăn canh không? Cho nên là vậy chút xíu nữa con đem về nha, đừng có bỏ nha. Thôi. Chút xíu đem về ăn cơm. Ui. Con mà bỏ như vậy á, cô chú anh chị sẽ nói con phí phạm. Đúng không? Phí phạm. Con biết ăn canh. Nhưng mà con đem về đi. Canh khác á thì con biết ăn. Chứ canh này không biết ăn. Rồi bây giờ con ăn cơm tiếp đi. Rồi chị bây giờ ăn cơm tiếp nha. Con ăn đi, cô chú anh chị coi con ăn cơm. Ngon con. Ăn đi ăn từ. Cũng hơi rỗi rồi. Hơi đói không? Em cho bé ăn cơm nha chị. Từ sớm này bé nói ăn có gói mì ở đâu á? Hồi sáng. Vậy là trưa con chưa ăn đâu. Vậy là chú mua. Ăn hồi chắc 9 giờ mấy 10 giờ á. Lúc đó chắc mới ngủ dậy quá. Rồi con ăn tiếp đi, chú nói chuyện với mẹ cũng được nè.
Vậy là chú mua hộp cơm này không có uổng rồi. Chú mua hộp cơm này không có uổng tiền rồi phải không? Đó, đúng lúc bé Thịnh đang đói nó phải không? Mà một buổi chú ăn hai cái trứng này à. Hồi sớm mà thấy bé thích ăn thịt với trứng em mới mua trứng rồi, giờ bé nói bé hết thích ăn này. Ôi, đây có chú chị Dũng Tâm á, đang ăn dính trên đầu rất luôn rồi. Thôi con đừng gãi vô cơm nè, vô cơm nè. Cứ đầu. Cứ đầu à. Ăn. Ôi ôi cái gì đấy, gì chưa mới đấy vậy? Thì chứ cái đó là ngứa. Ôi lấy cái chân gãi, gãi con bọ mà nó không được. Nên gãi mình cái này đỡ. Bữa nay cái Thịnh có thì chiêu mới đâu có chú anh chị ơi, quá trời tài luôn. À, chú micro để chú chạy chỗ khác cho để nó giữ con ha. Chứ không thôi là nó trúng cơm. À, trúng mà cơm cái này có trúng cơm được không? Trúng cơm luôn nè, chú cài xích trên là nó không có dính con nè. Đâu vậy? Đó, rồi không có rớt nha. Trúng cơm hả? Micro trúng cơm á con. Mà cái này không giống như điện thoại trúng nước vậy phải không? Đó trời. Mà cái này không trúng được nước. À đúng rồi, để vô nước là hư rồi con. Giỏi quá. Vui đó chú anh chị, thật sự rất là vui luôn. Huy mua hộp cơm kể như là giống như là không có uổng công của Huy nha chú anh chị. Thì bé chắc sáng bé thức dậy trễ chú anh chị. Nghe mẹ bé nói là 9 giờ mấy 10 giờ bé mới ăn sáng, mới ăn được gói mì đó. Thì giấc trưa là bé chưa có được ăn cơm nha. Thì Huy mua hộp cơm này thì giống như là kịp bữa ăn của bé luôn. Con ăn, con nhắm ăn hết không lửa? Ăn hết chứ. Bé ăn có thịt không chú anh chị? Rồi lần sau chú sẽ rút kinh nghiệm, chú sẽ mua thịt không cho con nha. Không có lấy gà với trứng cho con nữa. Giờ con chỉ thích ăn thịt thôi. Sao chú lười hết mấy cái đậu qua là hả? À. Đậu ăn luôn mà. Ồ vậy hả? Vậy con cứ bốc lấy, con cứ lấy muỗng qua ăn cho con. Biết ăn đậu luôn của chú anh chị. Giỏi, đó là đậu luộc phải không? Đậu luộc không con? Đậu luộc hay đậu xào? Mà đậu là em cũng chua một chút đúng không chú? Đậu là người ta từ hái từ chỗ nào? Đậu thì người ta trồng xong có trái người ta hái để đi bán. Trên cái vàng á, người ta làm cái vàng cho đậu nó leo lên đó, con hiểu không? Hồi đó trồng nó nhỏ xíu à, đậu á. Để nói nè, nói cho chú biết nè, khi người ta muốn trồng cây đậu á là người ta cần phân bón nè. Với đồ trồng cây đậu. Đó. Mà chú còn không biết. Chết rồi, chú dở quá bởi vì. Mà chú cũng hơi được á, nhưng mà chú cũng hơi được hả? Mà chú cũng hơi được ha, chứ chú chưa có được mấy phải không? Nhưng mà bộ máy tính của con gần sắp đạt được 10% rồi. Rồi con gắn nạp, mình gắn nạp cho lên tới nóc luôn ha. Cái chừng rớt ra ngoài nha con. Rớt ra ngoài chưa? Trời, thấy bé Thịnh ăn mà cái bụng của chú nó còn cào quá trời luôn. Sớm giờ chú chưa được ăn cơm luôn á. Hy sinh mua cho bé Thịnh luôn á. À, tèo. Sao vậy? Xíu chú lấy đi mua cơm ăn. Thịt. Chịu không? Chú chị. Chú muốn ăn gì? Chú muốn ăn gì hả? Chú hả? Chú thường chú ăn con biết cua không? Con biết cua hoàng đế không? Cua hoàng đế là hai tàu đỏ á. Con biết tôm hùm Alaska không? Cái đó cũng là một tàu đỏ đúng không? Tàu đỏ hả? Rồi chú ăn hai thứ đó được không? Hai thứ đó là làm đền năm tàu đỏ, năm tàu đỏ. Vậy là hai con đó mắc lắm á con. Đúng rồi, mình đừng bởi vậy chú ăn bánh canh đỡ giùm đi con đi. Rồi để cái này là cô chú cho con hồi nãy phải không? Con biết nghe như đây là bao nhiêu tiền không? Dạ. Nói chú nghe coi. Hai tờ này là bao nhiêu tiền? Biết. Mua được mấy tờ giấy số? Là chẳng là hai tờ luôn. Chẳng là hai tờ luôn. Con nói là đúng rồi đó bé Thịnh, nhưng mà cái này là con nhớ thôi nha. Chứ thực chất là con chưa có biết đếm nha. Bởi vậy con phải. Cái này cũng giống như tờ xanh. Cái này là hai tờ là cũng tờ
là tàu này cũng nhiều hơn tàu xanh. Nè là tàu này có nó chẳng là một tàu luôn, là chẳng là mua được thêm một tàu nữa là chẳng là ba tàu đây đúng không? Trời ơi, thông minh lắm cô chú anh chị ơi, bé đếm thật thì bé nhớ nha, bé nhớ tờ nào để mua được cái gì nha cô chú anh chị. Còn nếu một tờ này là không đủ mua gì. Rồi bây giờ chú lấy của con rồi lỡ cô chú trên kênh la rầy chú thì sao? Nói chưa con đi bán cực khổ nè, ngoài nắng ngoài mưa mà bây giờ chú lấy tiền của con nữa. Sao con? Thôi chú lấy đi. Vậy là vẫn muốn cho chú lấy phải không? Nếu không lấy là con giận mấy người đó. Trời ơi, ủa sao vậy con? Sao chú không lấy, không giận chú mà đi giận cô chú trên kênh? Thì chứ mấy người đó nói chú. À, nói chú hả? Ôi, cô chú anh chị quá thông minh, quá. Còn mình, còn khi ai làm chú buồn cũng phải lên tiếng để người đó. Để người đó. Để người ta hiểu phải không? Đó, giỏi quá chú anh chị. Chú lấy không? Chú lấy là còn giận. Trời giận ơi, chú nào, luôn á. Vậy là năn nỉ chú lấy luôn á hả? Trời ơi, chú anh chị cho tiền Quy mà còn muốn năn nỉ Quy phải lấy nó đó. Giống như ép buộc phải lấy vậy đó. Nếu không là con giận chú luôn. Trời ơi, không lẽ giờ này chú khóc thịt. Nghe con nói bắt buộc chú phải lấy tiền này để mua con ăn, không lẽ bây giờ nước mắt chú rơi. Thì chú cảm động lắm á. Này là tiền người ta cho con bỏ ống heo mà. Thôi chú lấy đi. Vậy là con hy sinh là không bỏ ống heo luôn để cho chú phải không? Trời ơi. Cái này là hai tờ là chẳng là cái này cũng đủ mua người ta ba tờ với số đúng không? Ở này có đủ mua bánh canh không? Cái này là chỉ đủ để mua hai tờ giấy số thôi nha con. Bây giờ con chưa biết đếm thì bây giờ con nhớ đi. Cái này là tờ 10.000 này con. Chỉ mua được một tờ giấy số của con thôi. Hai tờ thì là mua hai tờ giấy số nha. Còn nếu tờ đỏ mới đủ mua bánh canh luôn hả? Thì tờ này vẫn đủ mua bánh canh vẫn được. Nhưng mà hai tờ này chỉ đủ mua hai tờ giấy số nha. Mai mốt con bán giấy số á, con phải nhớ nha. Để không thôi nếu có người không tốt người ta lừa lấy giấy số của con thì con phải biết nha Thịnh. Chứ trong máy tính của con là nó đã tính toán người xấu rồi. Bởi vì con phải đi học. Chứ người xấu là phải đeo mặt nạ. Chứ không biết mấy người đó rồi. Chứ bây giờ bé Thịnh ăn tiếp đi rồi chú cháu nói chuyện nữa. Con ăn thôi. No chưa? Con no chưa? No rồi. Nè, con để cái này một tải để một hồi đi, một hồi nữa để một hồi đói nữa con ăn nữa phải không? Ôi sao cho chú nữa vậy? Là chẳng bao nhiêu đó có đủ không? Đủ bánh canh luôn không? Rồi con còn nấu được nhiêu tiền đâu? Đủ mà trời ơi. Bây giờ cũng phải giúp đỡ người nghèo thôi. Rồi bé Thịnh nhìn chú thấy chú nghèo không? Thì chứ gì nữa chú còn chưa ăn cơm nữa. Chú còn chưa ăn cơm nữa thì bởi vậy con mới cho chú. Rồi nha, bếp này để chú mới cầm ra. Rồi nha ba, bé Thịnh ơi. Rửa chú kêu nè. Dạ. Chú cột cho con. Nãy giờ là chú giống như chú thử con thôi nha, thực chất đúng là chú đói thiệt, chú đói đó. Tại vì chú chưa ăn cơm chưa nữa. Nhưng mà chú hồi nãy chú sợ con đói, chú mua hộp cơm cho con ăn trước. Một xíu nữa chú quay con xong đó, quay nè, chú cháu mình ghi hình xong đó, chú sẽ đi ăn cơm nha. Mà chú có tiền không? Tiền có, chú có tiền nha, chú có tiền nha. Giờ cái này chú gửi lại con nha. Dạ, cái đồ. À, chú gửi lại con. Là chẳng là một vào này á là để cho chú. Thôi chú không lấy đâu. Thôi chú lấy đi. Chú có tiền, chú không lấy đâu. Vậy bé Thịnh cho chú gửi đi, gửi trong bé Thịnh đi. Chừng nào chú hết tiền chú chạy qua lấy. Chứ chú tiền nhiều lắm, tiền trong bóp chú nhóc luôn. Mà chú giúp con cột cái này lại luôn. Đúng đi. Rồi, chú lấy chú cột cho con luôn. Đó. Thôi đừng có lấy, con lấy này nè. Cái trời cháu. Trời ơi. Để chú mua đồ hay bị hư cái mít á thì chú mua cái mít mới. Trời ơi, chú anh chị. Cái đó có đủ không? Trời ơi chú anh chị, giỡn chú anh chị, sợ Quy đi quay rồi hư cái mít đó chú anh chị. Kêu Quy cất tiền để dành mai mốt mua cái mít mới nha. Đây chú anh chị 10.000 nha. Mua hai cái mít. Mua hai cái mít luôn. Đấy. Thấy gì á chú bận quay người khác á thì
thì chú ấy biết khác. Thôi biết Thịnh nè, cho chú gửi lại con đi. Toà. Chú không có giữ tiền được, chú giữ tiền là bị mất tiền. Không có. Con không biết sao, chú không biết sao nữa, chú giữ tiền là bị mất tiền á. Biểu sao? Biểu sao, chú nghèo hoài phải không? Không con. Thôi chú giỡn với con thôi nha. Chú gửi lại con hết nè, chú không có nhận đâu. Rồi. Đó. Ây da, rồi chú đứng lên hết nổi luôn rồi. Tê cái giò chú bay tiền luôn rồi đó. Đây chú, bây giờ chú đặt máy xuống nha, để chú cột tiền lại cho con nè. Chú đưa con hết luôn nha. Đây. Rồi chú đọc. Hồi nãy bốn tờ này của bé Thịnh phải không? Thôi chú. Đó cái này đi mỗi. Để một coi làm khác có con ăn. Ôi ơi chị, em nói là em chưa có ăn cơm, sợ nó nói chú không có tiền hả? Con cho chú nè, trời ơi. Em muốn lấy một muốn dặn nữa. Nói không thôi chú cắt đi mẹ, để mà móc cái micro, cái mic của chú á. Bị hư rồi chú lấy tiền đó chú mua cái mic. Trời ơi đâu mà có cái bé ngoan cái mới. Trời. Cái mới. Thôi chú giỡn thôi, chú gà của con ông hút đi ra bây giờ. Con đạp chút nữa gà của chú ở đây bay là không có tiền trả nha. Sao được? Nè, nó vừa chó cũng bạn tặng rồi. Xong gà được. Làm được. Được rồi. Lẻ đi. Lửa dây thun lẻ được. Không được. Đó. Đó, rồi để chú cột lại cho con. Cái số tiền này á lửa để bữa sau qua chú mua con heo cho con bỏ vô ha. Hai. Nhà con có heo chưa? Chưa. Chưa hình như là có hai con à. Có hai con rồi con để tiền cầm con heo nhỏ để kêu mấy nó mà chở đi kiếm. Thôi chú chở đi mua mà chú đủ tiền để mua nè, không nè, để chú giải thích cho con nè. Bữa nay là chú đang đi làm á, chú không có chở con đi được nha. Để em bữa nào đi, bữa nào chú chở con đi ha. Kêu mày chở con đi lấy vé rồi mày kêu cho con đi lựa. Khỏi luôn đi. Thôi con nói chuyện với mẹ đàng hoàng nè. Con nói vậy là cô chú thấy con không ngoan đó nghe chưa? Ngoan, tình đang nói chưa? Thịnh. Rồi. Con nói chưa? Rồi. Con nói chuyện với chú đàng hoàng ơi, Thịnh qua đây chú nói cho nghe nè. Thịnh. Con làm giờ bây giờ. Con làm vậy là chú Hoàng Xanh dẫn con nữa đó. Thì con đi uống nước cái. Uống nước cái. Thôi. Để chị chớ rồi đó. Thôi. Cái nước này của mẹ hả? Chú nói một câu rồi chú tạm biệt con, chú đi nè. Lên đây lên đứng cái chú nói nghe nè. Lên trên này đi con. Lên chú. Ơi chú cầm. Tính nhờ chú. Rồi con lên đi. Con cái này cá mà chú không. Đó thấy chưa? Nè đứng lên chú nói cho nghe nè. Nó nói vậy đó. Nó bắt đầu mua cái gì cũng mua rồi cái nó làm vậy đó. Đó cái đó cũng là đức tính xấu nữa Thịnh. Con còn nhỏ. Con còn nhỏ con đừng có đua đòi, người ta gọi đó là đua đòi đó nghe chưa? Cô chú trên mạng không có thích vậy nha, không có thích con đua đòi nha. Nha. Nghe Thịnh. Trời tới vừa mẹ chưa ăn cơm nữa kìa. Con chịu bán. Chịu bán hả? À. Đã mà mẹ cứ kêu con bán hoài à. Hồi nãy con bán mất 5 tờ á, mày nói cho con. Trời ơi mất 5 tờ luôn rồi. Nhưng mà mẹ con lúc bữa khác thì đưa con hai lóc bán luôn. Mệt cũng chết luôn. Rồi thôi nè bé Thịnh, nãy giờ chú cháu mình nói chuyện cũng khá lâu ha. Bây giờ con chào tạm biệt cô chú đi. Con cởi nón ra chào tạm biệt. Coi cái đồ cho chú, coi đồ đẹp chú đi. Bữa nào chú mua con heo nhỏ cho. Giận chú nữa gì vậy? Nè đừng có giận. Người ta nói là đức tính đó không có tốt nè. Nghe chú nói rồi sớm không? Chú nói đừng có giận. Đâu quay chú nói chuyện nè Thịnh. Nếu con giận chú là chú không có qua thăm con nữa đâu. Đừng giận nha, hứa đi. Hứa với chú đi. Xuống nè. Mình bị gì? À, hồi sớm con nói sử dụng từ gì á? Con nói cái gì chú quên ta. Làm gì để hết giận đó.
quên rồi ha. Cần giải thích. Rồi bây giờ không có giận nữa ha. Ngoan nè. Rồi mai mốt con gặp người lớn con phải biết dạ thưa nhân thịnh. Chú có chuyện chở đi mua đâu? Không phải là chú không có chở con đi mua, nhưng mà hiện tại là chú đang làm việc. Con hiểu không? Bữa nay là chú đang làm việc, giống như con đi bán vé số vậy đó, là con đang làm việc đó. Chú cũng đang làm đâu việc. Làm đó. Việc đâu. Có chú nếu làm việc là người ta phải cực khổ. Cái này đâu có nè, cực khổ đâu. Nè chú con coi quần của chú thấy không? Nè sơn bê không thấy không? Đó, sơn bê dính tùm lum nè. Chú làm việc nó mới dính thôi. Nha. Thôi bây giờ con chào tạm biệt cô chú nè, rồi chú đi về chú làm việc của chú nè. Thịnh, quay qua chào cô chú tí nữa con, ngoan nè. Thịnh, con làm vậy chú lần sau chú mới ghé qua chơi với con nữa nha. Quay qua nè. Nói con chào tạm biệt cô chú nha. Chào tạm biệt cô chú rồi. Đó, làm mặt vui cười kìa. Cười cái chú chụp hình một tấm rồi. Thôi. Thịnh, thôi ra. Thôi.